Cửa hàng Tuấn Hải xin gửi lời chào tới toàn thể mọi người nhé. Ngày hôm nay là ngày 7 tháng 8 thì cửa hàng em giới thiệu các bác về một lô máy cưa xích Nhật bãi ạ. Và lô cưa ngày hôm nay thì gồm có 10 cây máy cưa và đầy đủ các cái hệ phân khúc cưa cắt khai thác này, cưa cắt tầm trung và cưa cắt gia đình đầy đủ hết. Đó. Và trong đa số ngày hôm nay thì có được những cái hàng đầu tiên này là những hệ cưa cắt gia đình và tầm trung. Còn hàng bên trên này là cưa cắt gỗ lớn hơn, là cưa cắt khai thác và gỗ lớn. Đó. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Và khi các bác mua hàng bên em tặng các bác 3 món đồ nhé: tiếp mở buji, rũa cưa và tua bít chỉnh chế. Hàng bên em là bao ship và bảo hành các bác là 9 tháng. Và khi em giao hàng đến nơi thì các bác được kiểm tra hàng luôn và được đi test thử luôn máy. Đó. Thì trước khi em gửi đi thì em sẽ kiểm tra máy móc nổ rễ này, nhớt nam ra đầy đủ và các cưa thử trên gỗ gốc cây rồi. Đến nơi các bác chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đó. Còn về tất cả các chi tiết là em đã làm ok đấy. Còn máy móc thì đều là hàng tuyển lựa. Cây nào thì đã kiểm tra hết bít tông, kiểm tra về độ thông số của nó là đầy đủ hết. Đó. Máy móc không chảy xước, không bể vỡ, có, nói chung là tình trạng máy ra sao thì em sẽ quay và nói rõ trong clip luôn đấy. Và bây giờ em sẽ quay từng cây máy nhé, đọc thông số, cân nặng và test nổ để các bác dễ dàng trải nghiệm từng thử cái hệ nào đang phù hợp với công việc gia đình nhà mình. Thì trong cái clip này em quay thì không phải quay trực tiếp. Nếu như anh em nào muốn mua cái hệ cưa cắt gỗ lớn hơn thì các bác có thể tua đến những dòng cắt gỗ lớn hơn ở bên trên. Còn những hàng bên dưới này là những hệ cưa cắt gia đình và tầm trung. Đấy, em để giữa hai cái hàng thì các bác dễ dàng lựa chọn. Là cái hàng bên dưới là cắt gỗ nhỏ và gia đình, còn hàng bên trên là cắt gỗ lớn và cắt khai thác. Đó. Và các bác xem video thấy hay thì vui lòng ủng hộ cho cửa hàng em, xin một nút like nhé, nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo với ạ. Với cây máy cưa đầu tiên của ngày hôm nay là cây máy Makita. Makita màu xanh bác nhá. Đấy. Máy này thì là Makita 335. Hàng máy của Đức. Có công suất máy là 36cc và nòng máy là 37 ly. Hệ này thì là dòng cưa cắt tầm trung, các bác leo trèo cắt cành tỉa nhánh này, và có trọng lượng cân nặng là 4,5 kg. Làm máy cực kỳ đẹp nhá, và máy chạy xích chung 91, có sử dụng bơm xăng phụ khóa xích đầy đủ hết. Đó. Các chức năng của nó thì ok. Có công tắc bật xuống là tắt này, và bật sang ngang là on. Còn phần le gió đã bỏ bên cạnh này bác nhá. Bên cạnh màu đen này là le gió. Thì khi mà các bác lấy máy về thì các bác chú ý là cách sử dụng là các bác đổ xăng pha nhớt vào đây. Đấy, nhiều anh em lầm tưởng rằng là cái máy này là nhớt bún thì hay như nào. Thì cái máy là động cơ 2 thì nên các bác chú ý là pha với nhớt 2T nhá. Và pha với xăng vào buồng đốt đây. Còn cái phần nhớt lam các bác đổ bên trên. Đấy, còn khi mà sử dụng máy các bác bơm xăng phụ lên, bật le gió lên cao này, giật nó nổ và hạ cái le gió xuống là chạy bình thường. Khi mà máy đã chạy rồi các bác không cần phải là làm thao tác nào nữa. Bất kể một cái máy cưa nặng cũng vậy, đều phải kéo le hết. Thì với vanh gỗ này thì các bác cắt máy cưa này, các bác cắt vanh gỗ tầm bằng xô sơn trở về các bác cắt mượt mà luôn nhá. A1 để giá là 1.500.000, vanh tầm khoảng là 80-100. Ok, A1 để giá là 1.500.000 này. Cây này thì rất là dễ nổ nhá. Hệ cưa chạy cưa cắt gỗ lớn các bác ạ. Đó, những cái hệ này thì bên em là sản phẩm mũi nhọn rồi. Rất là nhiều cái linh kiện thay thế. Như các bác sử dụng sau này chỉ cần thiếu đồ gì thì em luôn sẵn sàng về những cái đồ linh kiện trong của cái hàng này luôn. Ok, tiếp theo với những cây máy cưa số 2. Cây này là cưa Echo 3000. Có công suất là 32cc, nòng máy 38 và cây này thì là chạy 2 lá bạc. Lam của nó thì cực kỳ đẹp bác nhá. Lam dài tổng chiều dài của nó là 35, mặt cắt là 30. Đó. Máy này thì các bác sử dụng là cắt tỉa, cắt nhánh này, cắt củi, leo trèo, cắt cành là ok, bởi vì là máy khá là thon gọn. Trọng lượng của máy có 4 kg thôi. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Dòng máy cưa nhỏ 2 chân ốc lam. Đấy. Cây này thì có sử dụng bơm xăng phụ ở bên trên.
Các chi tiết của nó thì cực kỳ đẹp bác nhé, không dày xước, không bể vỡ gì. Nói chung là gần như mới, độ mới cây cưa này lên đến tầm khoảng 90%. Cây máy mã A2 để giá là 2 triệu đồng. Là những cái hệ cưa này là để các bác cắt tỉa nhánh neo trèo kinh cao thì là nó trang bị một cái độ dễ nổ của nó gần như tuyệt đối. Đó, ở đây các bác nhìn qua này, số seri này, dưới này là Made in Japan. Đấy, máy cưa Nhật, siêu tiết kiệm xăng với cây cưa này luôn. Ok, tiếp theo đến cây máy cưa số 3, một cái hãng cưa Tanaka cực kỳ nổi trội, tua máy cao. Cây này là mã của nó là ECS3359, đời 4 số đời cao bác nhá. Lam dài là 40 mà lam được cắt 35, chạy xích chung 91. Và cái mắt xích này là em đã lên xích mới luôn cho các bác sử dụng. Thì đội các bác nhìn qua về cái lam của nó này, cực kỳ đẹp nhá. Chưa chảy xước, chưa có vấn đề chảy xước gì hết. Đấy. Hàng lướt qua thôi. Bên Nhật Bản họ chỉ dụng sử dụng là mua về sử dụng qua. Thì tại sao em phải thay cái lưỡi xích? Bởi vì là khi mà nó bị như là sắt này, nó bị dính nước mưa này thì nó sẽ bị han gì theo thời gian. Thì cái xích đấy nó cũng không được tốt nữa. Thì em sẽ thay đổi các bác một sợi xích mới để các bác trải nghiệm được là cái hệ máy mới ra sao. Cái này thì nó gần như là máy mới rồi, nó chả thiếu gì. Có mỗi cái là xích em thay thôi, còn tất cả là bao zin. Đấy, bô của nó còn sáng trưng luôn này. Trọng lượng cân nặng của máy này là 4kg. Ở cây máy cưa A3 để giá là 2,1 triệu với cái dòng cưa máy nhỏ gọn. Đấy, hệ cắt tỉa nhánh cây cưa này cắt cực kỳ thuận tay, cực kỳ khỏe luôn nhá. Đấy, nó chạy tua nó rất là cao. Các bác chạy cảm nhận được là rằng là máy này chạy nó gọi là khá là bốc. Đấy, so với dòng cưa cắt gia đình thì nó là hệ cưa, nó phải xếp ngang với hệ cưa cắt tầm trung gỗ lớn đấy. Đó, A3 2,1 triệu. Bác sử dụng ấy là các bác có một cái phần gài ga, thì các bác khi mà các bác giật nổ ấy, các bác gài ga này vào thì nó độ bám nổ cao hơn. Nhiều khi mình sử dụng lâu ngày là căng tin nó bị thấp hoặc là căn chỉnh chưa chuẩn thì mình chỉ cần bóp ga này phát này, mình giật nổ là nổ nổ luôn. Nó chỉ sử dụng khi mà các bác sử dụng giật nổ ban đầu, còn khi đã nổ máy rồi các bác chỉ cần giật nổ là nổ luôn. Đó, ok. Tiếp theo đến cây máy cưa số 4, dòng cưa Echo, Echo đời rất là mới này. Cái này là Echo 345, có giật trợ lực bác nhé. Là công suất của máy này là 35cc, nòng máy là 39 ly. Hệ cưa này thì các bác sử dụng là đi cắt gỗ lớn được, và đi cắt cây đứng thì chuyên nghiệp, thoải mái. Có giật trợ lực này, lam của nó thì dài là 40 mà lam được cắt 35. Lam còn nguyên chữ Kirit này, cực kỳ đẹp. Cái này nó chỉ hơi xước trên mõm trên này một tí thôi, bởi vì cái lam ấy nó là một cái phần mà tiếp xúc với bề mặt gỗ rất nhiều, nên là nó cháy không khó, có thể tránh được tình trạng nó bị xước, nhưng mà chỉ gọi là xước chút lam này thôi. Đấy, đấy. Còn nói chung là một cây máy cưa mà được đẹp, độ đẹp này thì về nội thất bên trong thì cực kỳ là mới. Đó, bác nhìn qua về ngoại hình máy này cực kỳ xuất sắc luôn nhá. Hai chân ốc lam và mặt ốc bô của nó này sáng trưng luôn. Đấy, các chi tiết còn như mới, nói chung là không có một tí hiện trạng nào là hao mòn, nó còn như là nhặt trong thùng ra luôn. Đấy, khi em mà mang máy này về nhá,
tháo những cái này ra, tháo ốp viết này ra, nhìn bên trong rất là sạch sẽ và còn toát được cái độ mới của máy luôn. Đó, A4 này giá là 2,4 triệu. Cây này thì có cả khóa xích luôn nhé, khóa xích đầy đủ này, khóa xích bơm xăng phụ đầy đủ, bơm xăng phụ là phần hông máy này. Đó, le gió tự động nhé, các bác kéo ra, nếu khi bác đóng rồi bác chỉ cần bóp ga vào thôi. Đấy, cây này chạy rất là nhạy nổ nha bác nhá. Đây, giật này, giật trợ lực vừa giật nhẹ vừa dễ nổ. Ok, tiếp theo đến cây máy cưa số 5. Cây này là Echo 332. Với cái hệ cưa này thì các bác sử dụng công việc là đi cắt gỗ thời gian dài, cắt gỗ lớn, đi cắt phân đoạn thoải mái. Có công suất của máy là 34cc và nòng máy bít tông là 39 ly. Hệ cưa này thì có được cái cường độ cắt lâu dài, là các bác cắt về cái thời gian này, các bác cắt cả buổi sáng này. Đấy, có nghĩa là cắt liên tục, càng nóng máy này thì càng dễ nổ luôn. Và khi mà máy nó lên độ, có được độ nóng, cảm giác được rằng tua nó mở, cắt rất là sướng luôn, cực kỳ là ngọt cưa với hệ cưa này. Dòng máy này thì lam của nó dài 40 mà nam được cắt 35. Máy thì chạy xích chung 91 và xích đã lên xích mới. Đó, hai chân ốc lam. Còn về máy móc thì bao zin đủ đồ và bít tông còn rất là đẹp bác nhá. Đấy, cưa máy A5 để giá là 1,9 triệu. Có phần chỉnh nhớt là ở phần khu vực này luôn. Nếu như các bác muốn chỉnh ít nhiều ấy thì các bác chỉ cần chỉnh xoay theo kim đồng hồ thôi. Bác chỉnh theo ngược kim đồng hồ là sẽ ít đi, và theo thuận kim đồng hồ thì nó sẽ nhiều lên. Đó, để giá là 1,9 triệu đồng. Nhớt máy còn nguyên cái nhớt màu trắng các nhá, nhớt của Nhật Bản luôn. Đó, tiếp theo về những cái hàng máy cưa bên trên thì em có được những cái hệ phân khúc cưa cắt gỗ lớn như là dòng cưa máy Estin. Cây này là hệ cưa Estin 011AV, có công suất ở máy là 41cc. Đây nó ghi rất kỹ này, 41cc, cân nặng là 4,2kg. Nói chung là cây này thì độ mới của nó thì tuyệt đối rồi. Không có nhìn qua về máy này, lam xích này, cây này nó quá là chất luôn rồi nhá. Đang để giá là 2,1 triệu. Về mặt tiền lốc nó cũng rất là đẹp này. Lam dài là 45 mà lam cắt 40, chạy xích chung 91. Và xích máy này zin là xích Estin luôn. Cái máy này các bác nhìn trải nghiệm qua này, nó gần như là chưa cắt qua gỗ nhá. A6. Đấy. Khi các bác bật công tắc bật lên trên này là tắt máy này, bật dưới là on, và trên đóng trên này là đóng gió. Còn mở đây là mở gió. Đó. Dòng cưa của máy Đức nhá. Đấy, Make in Germany, cưa Đức. Nói chung là nó rất là mới, thì cả cái bộ phần ốp đế này nó cũng không bị dày xước gì cả. Các bác nhìn qua này, các chi tiết của nó thì cực kỳ là mới luôn. Tem mác này. Đấy. Nói chung là hàng này, cây là hàng tuyển lựa quá chất như chưa xài. Tiếp theo đến cây máy cưa số 7, dòng cưa Hitachi. Đấy, cây này là Hitachi CS35. CS35 nó là thuộc dòng cưa của Echo Grand. Đấy, Echo
GC35 bác nhá. Cái này là dòng CS và GC nó đều là một đời. Cái dòng này có giật trợ lực luôn. Là dòng giật trợ lực này, trọng lượng cân nặng là 5 kg và chạy chế có chế chạy One Pro. Đó. One Pro cực kỳ xịn sò. Cây này thì các bác đi cắt cây đứng này, hạ cây đứng thoải mái luôn và phân cắt phân khúc. Nói chung là các bác sử dụng hệ này là cắt gỗ to được. Lam dài là 40, máy cắt 35 này. Cây này thì lam nguồn nguyên chữ Hitachi. Và phần xích của máy thì chạy phần xích 91. Lam thì còn mới cực kỳ luôn nhá. Máy này chỉ gọi là cắt qua thôi. Đấy, đa số máy bên em là đều là hàng lựa cắt qua nên là các chi tiết của máy thì rất là mới. Bơm xăng phụ ở phần đằng sau này. Đấy. Giật trợ lực này, khóa xích đầy đủ. A7 2,5 triệu. Quá mới cái cây cưa này luôn. Giật siêu nhẹ nổ nhé. Chạm dây nổ này. Tiếp theo đến cây máy cưa số 8. Cây này là dòng cưa Echo Pro. Với cây máy tên là Echo V391. Có công suất là 40cc. Và nòng máy bi tông là 40 ly. Trọng lượng cân nặng của máy này là 5,5 kg. Đó. Lam dài là 50. Mà lam được cắt 45 và chạy chân xích 325. Dòng chân xích lớn bác nhá. Và xích máy này hiện tại em đã trang bị xích mới luôn rồi. Nếu như anh em không quá quan trọng về ngoại hình thì các bác sử dụng hệ cơ này đi cắt khai thác thì cực kỳ ngon. Cái ngoại hình này không phải nó bị cũ kiếc gì, nó bị bạc, mà khi họ để ra ngoài bãi ấy, là nắng mưa nó bị dính vào cái vỏ áo này, nó sẽ bị phai đi. Còn về chất lượng máy em ba các bác là hoạt động tốt, như là kiểm tra bít tông rồi đấy, không bị chảy, không bị chảy xước gì cả. Máy thì hai chân ốc lam đấy, chảy nó chỉ là bị bạc màu thôi, chứ còn máy móc không bị bể vỡ ở đâu hết. Đó, xích máy xích mới nên các bác trải nghiệm cưa cắt cực kỳ ngon với cây cưa này nhá. Ok, máy cưa A8 để giá là 2,4 triệu. Tắt đi bật lại này. Ok, tiếp theo đến cây máy cưa số 9, cây cưa Echo V3008. Hệ cưa này thì là một cái dòng phân khúc cưa cắt gỗ lớn này, có công suất là 40cc, nòng bít tông 40 ly. Các bác nhìn qua cái lam của nó nhé, cực kỳ đẹp đây. Đó, rất là đẹp này. Đầu máy Latin này, xích máy là xích mới, chạy chân xích 91. Xích 325 bác nhá, chân xích 325. Máy này thì lam dài là 50 mà lam cắt 45. Trọng lượng cân nặng của máy là 5 kg. Đó. Các bác hạ cây đứng với cây cưa này cực kỳ ngon luôn. Khi bác cầm nắm được cái trải nghiệm được máy này nhá, rất là chắc chắn. Hai chân ốc lam này. Về cái lam của nó rất là chất lượng. Cây này thì các bác sử dụng đây là lam thép. Đấy, đầu máy là được tôi bằng Latin. Đấy, có nhìn qua này. Cực kỳ là dày nhá. Ok. Hệ cơ này là chuyên đi cắt khai thác rồi, chạy chế One Pro. Về phần bít mặt, nói chung là bao zin hết từng con ốc một rồi nhá. Là bao zin hết, máy này chỉ có vệ sinh chế và vệ sinh tất cả những cái bên trong bên ngoài. Thì cả những cái bụi bên trong em đã xịt sạch rửa, sạch ngon lành hết rồi. Đó. A9 này giá là 2,7 triệu.
Ok. Và một cây máy cưa cuối cùng ngày hôm nay là cây cưa Komatsu Genoa 3950EZ. Cây này thì là một cái hệ phân khúc cưa cắt khai thác rồi của dòng Komatsu, chạy cực kỳ ngon. Đây này các bác nhìn qua nhá, đây là đời 4 số này, giật trợ lực này. Đấy, máy móc thì cực kỳ VIP luôn. Cây này thì quá là ngon. Lốc máy này như chưa xài, cực kỳ đẹp, bô bọng của nó thì cực kỳ ngon lành nhá. Đây. Nó chỉ có bị chầy một chút thôi. Cái chầy này nó chính xác nó là bị các cái lam khác nó bị chạm vào, nó bị để lại dấu vết thôi. Chứ còn về phần máy còn cực kỳ đẹp. Đó. Bởi vì hàng bãi mà khi mà họ gửi về ấy, là tất cả những cái đống cưa họ là so ke nhau là rất là dễ bị chầy. Nên là cái này chỉ bị chầy thôi chứ còn không chảy xước ở đâu, không bị bể vỡ ở đâu hết. Đó. Ở phần đằng trước này các bác đổ nhớt lam và đằng sau này đổ xăng pha nhớt thôi nhá. Cây này thì nhìn máy khá là lớn, khá là to. Trọng lượng của nó thì rơi tầm 5 cân đến 5 cân rưỡi. Đấy. Đây, Make in Japan này. Ở phần mặt ở dưới hốc luôn. Hai chân ốc lam. Lam của nó rất là đẹp nhá. Lam dài là 45 mà lam cắt 40. Và chạy chân xích 325. Khóa sên đầy đủ A10, giá 3 triệu đồng. Và đây là 10 cây máy cưa em vừa giới thiệu qua. Thì các bác có nhu cầu mua một chiếc máy cưa nào đó ở trong lô máy này thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0392 973 923. Và số đó có tích hợp với Zalo, các bác có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo em đều được các bác nhé. Và các bác xem video thấy hay thì vui lòng ủng hộ cho cửa hàng em xin một nút like với ạ, nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.